Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Đêm đó vua không ngủ được, nên truyền đem sách sử ký đọc tại trước mặt vua. Người ta thấy có chép rằng Mạc-đô-chê đã tỏ ra mưu của Bích Thang và Thê-rết, hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tra tay vào vua A-xê-rô. Vua nói, vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng, người chẳng được chi hết. Vua hỏi, ai ở nơi viện trung? Vả, Haman đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu vua truyền treo Mạc-đô-chê nơi mộc hình mà người đã dựng cho Mạc-đô-chê. Các thần bộc của vua thưa rằng, kìa Haman đứng nơi viện trung. Vua bèn nói, người hãy vào. Haman bèn vào. Vua nói với người rằng, phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Haman nghĩ thầm rằng, vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao? Vậy Haman bèn tâu rằng, hễ người nào vua muốn tôn trọng, khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cởi và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó. Áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cởi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội và la lên rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Vua nói với Haman rằng, hãy mau mau đem áo triều và ngựa y như lời ngươi nói mà mặc cho Mạc-đô-chê người Giu-đa đang ngồi tại nơi cửa vua, chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói. Haman bèn lấy áo triều và ngựa mặc cho Mạc-đô-chê, rồi dẫn người cưỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội mà hô lên trước mặt người rằng, người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Đoạn, Mạc-đô-chê trở về cửa vua, còn Haman lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại. Haman thuật lại cho Xê-rết vợ mình và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy, các người khôn ngoan và Xê-rết vợ người nói rằng, ông đã khởi mọi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi. Nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người. Khi chúng còn đang nói chuyện với người, các hoạn quan của vua đến, lật đật đưa Haman đến dự tiệc yến mà bà Esther đã dọn. Chương 7. Vậy, vua và Haman đến dự tiệc rượu với hoàng hậu Esther. Ngày thứ hai, trong khi dự tiệc rượu, vua cũng nói với bà Esther rằng, hỡi hoàng hậu Esther, ngươi muốn xin sự gì, tất sẽ ban cho ngươi, muốn cầu gì, dầu cho đến phân nửa nước, tất cũng ban cho. Hoàng hậu Esther thưa lại rằng, ôi vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi. Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán để hủy diệt, giết chết và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tất tôi đã nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được. Vua Ashuru nói với hoàng hậu Esther rằng, kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai và nó ở đâu? Bà Esther thưa, kẻ cừu thù ấy là Haman độc ác kia. Haman bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu. Vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Haman vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình, bèn ở lại nài khẩn hoàng hậu Esther cứu sanh mạng mình. Khi vua ở ngoài ngự viện trở vào nhà tiệc, thì Haman đã phục xuống trên ghế dài nơi bà Esther đang ngồi. Vua bèn nói, trong cung, tại trước mặt ta, nó còn dám lăng nhục hoàng hậu sao?
Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền che mặt Haman lại. Hạt Bona, một hoạn quan chầu trực vua rằng: kìa, cây mộc hình cao 50 thước mà Haman đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mardochê là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: hãy treo nó lên đó. Người ta bèn treo Haman nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mardochê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi. Chương 8. Ngày đó, vua Asheru ban cho hoàng hậu Esete cái nhà của Haman, kẻ ức hiếp dân Juda. Còn Mardochê đi vào trước mặt vua vì bà Esete đã bày tỏ người là thân thuộc mình. Vua cổi chiếc nhẫn mà người đã lấy nơi Haman và ban cho Mardochê. Bà Esete đặt Mardochê trên nhà Haman. Bà Esete lại còn nói trước mặt vua và phục xuống dưới chân người mà khóc lóc, cầu xin vua diệt mưu ác mà Haman người Agag đã toan ý hại dân Juda. Vua đưa cây phủ việt vàng ra cho bà Esete. Đoạn bà trỗi dậy và đứng trước mặt vua mà rằng: nếu vừa ý vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua, nếu vua lấy việc làm tiện ích và tôi được đẹp mắt vua, thì xin vua hãy hạ chiếu đặng bãi các thơ mưu mẹo của Haman, con trai Hammedatha người Agag viết đặng truyền giết những dân Juda ở trong các tỉnh của vua. Vì nỡ nào tôi thấy được tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi, và lòng nào nỡ xem được sự hủy diệt dòng dõi tôi. Vua Asheru nói với hoàng hậu Esete và Mardochê người Juda rằng: này, ta đã ban cho bà Esete nhà của Haman, còn hắn, người ta đã xử treo mộc hình, bởi vì hắn đã tra tay ra làm hại người Juda. Vậy, hai ngươi cũng hãy nhân danh vua mà viết về dân Juda điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu. Vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể bãi được. Bây giờ nhằm tháng 3 là tháng Sivan, ngày 23. Những thầy thơ ký được gọi vào. Họ y theo mọi điều Mardochê dạy biểu mà viết cho dân Juda, các quan trấn thủ, các quan cai quản và những đầu trưởng của các tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia, tức 127 tỉnh, viết cho tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy, và cho dân Juda thì theo chữ và tiếng của họ. Mardochê viết nhân danh vua Asheru và ấn dấu bằng chiếc nhẫn vua, rồi sai lính trạm đem thơ đi cởi ngựa hăng và ngựa nòi, bởi ngựa để giống sinh ra. Chiếu chỉ ấy tỏ rằng vua ban phép cho dân Juda ở trong các tỉnh các thành của nước Asheru hiệp lại nổi trong một ngày, là ngày 13 tháng 12, tức tháng Ada, đặng binh vực sanh mạng mình, tuyệt diệt, đánh giết và làm cho hư mất quyền năng của dân cừu địch toan hãm hiếp mình, vợ và con cái mình, cùng cho phép đoạt lấy tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được công bố trong mỗi tỉnh, một tờ sao lục chiếu đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho người Juda sẵn sàng về ngày đó mà trả thù các cừu địch mình. Vậy, những lính trạm cởi ngựa hăng và ngựa nòi, vân mạng vua thúc giục lật đật đi. Đoạn chiếu chỉ ấy được truyền ra trong kinh đô Susa. Mardochê từ trước mặt vua trở ra, mặc đồ triều phục xanh và trắng, đội một cái mão triều thiên lớn bằng vàng và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím. Thành Susa có tiếng reo mừng và hớn hở. Về phần dân Juda thì có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển. Trong mỗi tỉnh, mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lệnh và chiếu chỉ của vua thấu đến thì có sự vui mừng và sự khoái lạc cho dân Juda, bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc của xứ lại nhập bọn với dân Juda, bởi vì chúng nó bắt sợ hãi dân Juda lắm. Thi thiên thứ 6. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thịnh nộ mà trách tôi, chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi vì tôi yếu mọn. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Đức Giê-hô-va ơi, linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi. Con Ngài, cho đến chừng nào? Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại giải cứu linh hồn tôi, hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài.
vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa. Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa? Tôi mỏng sức vì than thở. Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm, làng lệt vì cớ cừu địch tôi. Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta. Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta, Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm. Chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng, bị mất cỡ. Chương 5. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng, hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bạn với Simon, cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đương ở trong thành kia. Có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất mà nài xin rằng, lạy Chúa, nếu Chúa hướng chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giê-xu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng, hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch, theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng, người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng, các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng tội ngươi đã được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn? Vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ ngợi khen Đức Chúa Trời và sợ sệt lắm mà nói rằng, hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác
cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng: sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Họ thưa Ngài rằng: môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng: trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Song đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách, và miếng dẻ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong, rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Chương 6. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì. Môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua Đa-vít làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Ngài lại phán rằng: con người cũng là Chúa ngày Sa-bát. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bằng tay hữu bị teo. Và các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: hãy chờ dậy đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giê-xu liền phán cùng họ rằng: ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay là làm điều dữ? Nên cứu người hay là giết người? Đoạn Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bệnh rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giê-xu cách nào. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện, và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Barthélemy, Matthew và Thomas, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem và miền biển Tyre-Sidon mà đến, để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Đức Chúa Giê-xu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Xong, huống cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Huống cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói. Huống cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc.
khốn cho các ngươi, khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giật áo ngoài của ngươi thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hãy ai xin, hãy cho. Và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi, người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi, người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi, người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng, kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cây đà trong mắt ngươi? Sao ngươi nói được với anh em rằng, anh ơi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu, vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là trái nho nơi chùm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sao các ngươi gọi ta chúa chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Xong, kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con.
Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.